tỉnh chứng nhận đầu tư vượt quy hoạch hơn 100 hecta trong kết luận thanh tra số 3238 vừa được CP ban hành về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2005-2015, đối với một số dự án tại một số mỏ vàng trên địa bàn, CP xác định còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, đối với dự án khai thác, tuyển và luyện vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương, thời điểm thanh tra cho thấy, việc giới thiệu địa điểm và thông báo quỹ đất quy hoạch là 21,18 hecta, nhưng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản với diện tích khu vực khai thác là 112 hecta. Ngày 18.11.2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai lại cấp giấy chứng nhận đầu tư số 12.121.234, chứng nhận công ty đầu tư dự án khai thác, tuyển và luyện quặng vàng gốc mỏ vàng Minh Lương với diện tích 151,18 hecta, vượt so với quy hoạch 130 hecta, vi phạm nguyên tắc sử dụng đất đai được quy định tại luật đất đai. CP nhận thấy hàng loạt vi phạm tồn tại trong lĩnh vực khoáng sản ở tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015. Đáng chú ý, giấy phép khai thác khoáng sản của dự án mỏ vàng Minh Lương đã hết hạn vào ngày 26/4, mặc dù chưa được gia hạn thì đến tháng 7/2016 công ty vẫn tiếp tục khai thác. Kết luận nêu rõ, trách nhiệm này thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Tồn tại vi phạm ngay từ thời điểm chưa khai thác vào năm 2013, trong kết luận thanh tra của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn ký, về việc chấp hành pháp luật về khoáng sản trong hoạt động khai thác tại mỏ vàng Minh Lương của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai. Công ty này được phép khai thác vàng gốc tại mỏ vàng Minh Lương theo giấy phép khai thác khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp năm 2011. Phương pháp khai thác hầm lò, diện tích 112 hecta, mức cao khai thác đến cốt cao cộng 505m, trữ lượng khai thác 157.001,7 tấn quặng vàng và được khai thác trong thời hạn 5 năm, thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 1 năm. Tại thời điểm này, theo kết luận, lúc đó dự án đang xây dựng cơ bản, chưa có sản lượng khai thác tuy nhiên đã tồn tại hàng loạt vi phạm. Theo kết luận, việc thiết kế bản vẽ thi công công trình mở vỉa khai thông thân quặng 8-1 chưa sát nội dung dự án đầu tư, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của mỏ. Các hộ chiếu nổ mìn đào lò có một số nội dung chưa phù hợp, việc phân công người lập hộ chiếu, duyệt hộ chiếu, chỉ huy nổ mìn chưa phù hợp với yêu cầu thực tế. Mặt khác, bản vẽ thiết kế điều chỉnh mở vỉa khai thông khối 8-1 đã được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai phê duyệt năm 2013 vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với thực tế mỏ, đặc biệt với lò LX81. Với môi trường, dự án này chưa thực hiện đầy đủ thời gian quan trắc môi trường, giám sát môi trường định kỳ, các quý y 3 năm 2012 và quý y trên 2013. Ngay từ thời điểm xây dựng cơ bản, chủ đầu tư đã để xảy ra hàng loạt vi phạm khi thực hiện dự án. Bên cạnh đó, dự án còn nhiều vi phạm như chưa niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án, báo cáo tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt, chưa đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại theo quy định, chưa gửi hồ sơ thiết kế mỏ điều chỉnh và quyết định phê duyệt cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Trước những tồn tại của dự án cho đến thời điểm đoàn thanh tra của CP tiến hành làm việc, CP đã có những kiến nghị quyết liệt đối với dự án cũng như đơn vị chủ đầu tư. Cụ thể, trong kết luận thanh tra do Phó Tổng CP Nguyễn Văn Thanh ký, cơ quan này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai làm chủ đầu tư dự án khai thác, tuyển và luyện vàng gốc, mỏ vàng Minh Lương, không cho thực hiện tiếp giai đoạn II đối với diện tích là 98,32/108 hecta do vi phạm đất rừng đặc dụng, giấy phép khai thác đã hết hạn, dự án đã đầu tư giai đoạn Y nhưng hiệu quả đầu tư thấp. Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai bị CP kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ xem xét thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hơn 98 hecta do vi phạm đất rừng đặc dụng.
Theo văn bản ngày 30.3.2018 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đồng ý với các kiến nghị của CP tại kết luận ngày 29.12.2017. Với dự án do Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai làm chủ đầu tư, CP chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai kiểm tra, rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai, mỏ vàng Minh Lương. Trong đó cần đánh giá hiệu quả của dự án, việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản đối với dự án. Nếu vi phạm quy hoạch và đất rừng đặc dụng thì thu hồi các giấy phép theo đúng quy định. Tách, Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai, kiến nghị thu hồi